Hello cả nhà. Chào cả nhà buổi sáng nha. Hai vợ chồng đẩy Henry đi ra đường cho Henry hóng mát. Và giờ Henry đang ngủ rồi. Có xe đạp chạy tới. Quay qua hướng này. Henry thích đi ra ngoài đường lắm. Để mát mát vậy nè, xong rồi ảnh ngủ luôn. Nay trời lạnh lắm. Mà Linh không biết mấy bao nhiêu độ nữa, không có coi. Mà đi thấy lạnh lắm. Bên phải lên phía bên này là ngoài đó là đường lớn, đường ô tô chạy, còn bên trái này là nhà. Ở đây là đường để cho mình đi bộ, đạp xe đạp gì nè. Mấy bạn thấy trên cái đường nó màu trắng không? Đó là nó không phải tuyết thì nó ngưng rơi rồi, nhưng mà nó lạnh á, lạnh rồi nó giống như nó đông đá vậy đó, cứng ngắc à. Xin chào cả nhà nha, tạm biệt cả nhà, mình đi tiếp đây.